Việt Nam hưởng lợi từ bề bối chất lượng của hàng Trung Cộng. Theo đánh giá của Trung tâm Thông tin Thương mại và Công nghiệp thuộc Bộ Công Thương cho biết, giao thương Việt-Mỹ vẫn ổn định trong thời gian qua, nhưng Việt Nam đang được hưởng lợi từ những vụ bê bối chất lượng của hàng hóa Trung Cộng. Bản báo cáo với tựa đề Những tác động ảnh hưởng của chính sách tài chính, tiền tệ, ngân hàng của Hoa Kỳ đối với hệ thống ngân hàng, tài chính, tiền tệ và hoạt động xuất nhập khẩu của Việt Nam vừa công bố cho rằng Việt Nam được hưởng lợi từ việc một số hàng hóa sản xuất của Trung Cộng vướng phải những bê bối về chất lượng, khiến cho nhu cầu tiêu thụ hàng hóa của Trung Quốc của người dân Hoa Kỳ giảm mạnh. Tuy nhiên, hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam sang Hoa Kỳ cũng bị ảnh hưởng của xu hướng thắt chặt chi tiêu của người dân Hoa Kỳ. Báo cáo này cũng cho rằng chính sách điều hành của chính phủ Hoa Kỳ trong thời gian tới sẽ tác động trực tiếp đến hoạt động xuất khẩu và nhập khẩu giữa hai bên. Từ đầu năm đến nay, Quỹ Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ luôn duy trì chính sách đồng Mỹ Kim ổn định để hỗ trợ cho hoạt động xuất khẩu của Hoa Kỳ. Tỷ giá hối đoái chính thức giữa đồng Mỹ Kim và đồng Việt Nam từ đầu năm tới nay cũng tương đối ổn định. Theo số liệu thống kê sơ bộ, trong 9 tháng đầu năm nay, tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa sang thị trường Hoa Kỳ đạt 14.32 tỷ Mỹ Kim, tăng 14.83% so với cùng kỳ năm ngoái. Với kết quả này, Hoa Kỳ tiếp tục là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam. Trong khi đó, theo số liệu thống kê sơ khởi, trong 9 tháng đầu năm, kim ngạch nhập khẩu hàng hóa từ Hoa Kỳ đạt 3.6 tỷ Mỹ Kim, tăng 7.2% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung, trong 9 tháng vừa qua, tổng kim ngạch thương mại hai chiều giữa Việt-Mỹ đã đạt 18 tỷ Mỹ Kim, tăng 13.22% so với cùng kỳ năm 2011. Theo đó, thặng dư thương mại của Việt Nam đối với Hoa Kỳ là 10.75 tỷ Mỹ Kim trong 9 tháng đầu năm 2012.